Quyển 52 thứ 1 năm thức thần tương ứng địa, thứ 2 ý địa, phần 2. Hai đẳng vô gián duyên là các tâm tâm sở đây không gián đoạn, các tâm tâm sở kia sanh, cho nên nói đây là đẳng vô gián duyên kia. Nếu sáu thức đây là đẳng vô gián duyên sáu thức kia, tức thể thiết đây gọi là ý căn, cũng gọi là ý xứ, cũng gọi là ý giới. Ba sở duyên duyên là năm thức thân theo thường lớp lấy năm cảnh là sắc thanh hương vị xúc làm sở duyên duyên, hoặc ý thức lấy tất cả nội ngoại của 12 xứ làm sở duyên duyên. Bốn tăng thượng duyên đó là nhãn xứ, nhãn thức là đồng sanh tăng thượng duyên, hoặc tác ý ở nơi cảnh sở duyên là cao thức dẫn phát tăng thượng duyên, hoặc các tâm tâm sở chuyển chuyển xoay vần là đồng sanh tăng thượng duyên, hoặc nghiệp tịnh bất tịnh cùng với quả ái vì ái và quả dị thuộc về sau là sở tác trước kia tăng thượng duyên, hoặc ruộng phần nước cùng với mầm lúa là thành biện tăng thượng duyên, hoặc trí khéo léo cùng với sự nghiệp công xa của thế gian là công nghiệp tăng thượng duyên. Lại trong bốn duyên ấy, một chủng nhân duyên hướng về pháp được sanh năng làm nhân sanh, ba chủng duyên còn lại hướng về pháp được sanh chỉ là nhân phương tiện, cho nên các hành sanh lúc duyên phương tiện hiện tại tiền thì chủng từ các hành kia liền năng sanh khởi các hành kia. Do vậy các hành không có nghĩa đồng thời sanh khởi ngay, nên biết nương theo bốn duyên như vậy kiến lập mười nhân như trong Bồ Tát Địa đã thuyết. Hỏi: như thế tôn thuyết, các hành quá khứ làm duyên sanh ý, các hành vị lai làm duyên sanh ý, các hành quá khứ vị lai chẳng phải có vậy cớ sao? Thế tôn tuyên thuyết hành kia làm duyên sanh ý, nếu ý cũng duyên sự cảnh chẳng phải có mà lại được sanh, thì sao không trái với ngôn thuyết vi diệu của Đức Thế Tôn, do hai chủng duyên mà các thức được sanh? Những gì là hai, đó là nhãn và sắc, nói rộng cho đến ý và pháp. Đáp: do nghĩa nằm thức thần năng chấp giữ không hành, nên Phật Thế Tôn mới giả lập danh pháp, do vậy mà nói ý duyên cùng pháp, ý thức được sanh. Hỏi: vì nhân duyên nào mà biết Phật Thế Tôn có mật ý ấy? Đáp: do ý thức kia cũng duyên thức quá khứ vị lai, làm cảnh giới hiện đời khả đắc, chẳng phải cảnh thức kia nhiếp thuộc pháp xứ. Lại tánh có ấy an lập nghĩa có, năng chỉ nghĩa có, hoặc tánh không ấy an lập nghĩa không, năng chỉ nghĩa không, cho nên đều gọi là pháp. Do ý thức kia ở nơi nghĩa tánh có, nếu do nghĩa đầy mà được an lập, tương dụng nghĩa như vậy, khởi thức liễu biệt. Ở nơi nghĩa tánh không, nếu do nghĩa đây mà được an lập, tương dụng nghĩa như vậy, khởi thức liễu biệt. Nếu ở nơi hai chủng chẳng do hai nghĩa như thế mà khởi liễu biệt, thì không nên nói ý duyên tất cả nghĩa, nằm đây tất cả nghĩa. Giả sử ta thuyết đây, liền xứng với tự hại, lại chẳng nên nói như sở hữu đã thuyết, thì phi hữu cũng là như lý thuyết. Cho nên ý thức như việc quá khứ vị lai chẳng phải thật có tướng duyên kia làm cảnh. Do đây nên biết ý thức cũng duyên chẳng phải có làm cảnh. Lại có nguồn luận đạo lý rộng sâu, do đây chứng biết có duyên không thức, đó là nguồn thuyết vi diệu của Thế Tôn. Hoặc trong hoặc ngoài hoặc trung gian đều không có ngã. Ngã đầy vô tánh chẳng phải nhiếp thuộc hữu vi, chẳng phải nhiếp thuộc vô vi. Quán cộng tướng thức chẳng phải chẳng duyên cảnh giới kia mà chuyển. Đây gọi là nguồn luận đạo lý thứ nhất. Lại ở trong sự sanh khởi biến đổi của sắc, hương, vị, xúc như vậy mà thì thiết an lập các việc ăn uống, xẻ cổ áo, quần, nhà ở, vật dụng, các sự đầy lìa sắc hương đều không chỗ có. Tánh không có đây, chẳng phải nhiếp thuộc hữu vi, chẳng phải nhiếp thuộc vô vi. Quán tự tướng thức, chẳng phải, chẳng duyên cảnh giới kiềm mà chuyển, đây là nguồn luận đạo lý thứ hai. Lại, loại trừ chỗ tà kiến của ngoại đạo, cho rằng tất cả đều vô sở hữu, như không thí, không thọ, cũng không lễ nghi tế tự, nói rộng như trước. Nếu thấy thí thọ lễ nghi là vô tránh, được kiến như vậy chẳng phải tà kiến. Vì cớ sao? Vì kia như thật thấy, như thật thuyết. Nếu không như vậy, những kẻ tà kiến duyên cảnh giới đây lẽ ra thức không chuyển. Đây là nguồn luận đạo lý thứ ba. Lại trong các hành không thường không hằng, không chẳng biến đổi, mà trong đây lấy các hành thường hằng bất biến vô tánh, chẳng phải nhiếp thuộc hữu vi, chẳng phải nhiếp thuộc vô vi. Quán cộng tướng thức chẳng phải chẳng duyên cảnh giới đầy mà chuyển. Nếu thức duyên cảnh giới đầy chẳng chuyển, liền ở trong các hành thường hằng bất biến, tánh rỗng không trí tuệ, không như thật quán sát. Nếu không quán sát thì không sanh nhàm chán, nếu không sanh nhàm chán thì không ly dục.
Nếu không ly dục thì không giải thoát, nếu không giải thoát thì không vĩnh viễn tận đến cứu cánh niết bàn. Nếu có lý đầy, tất cả hữu tình đều do giáo thuận theo tạp nhiễm, không thời kỳ ra khỏi xa lìa. Đây là ngôn luận đạo lý thứ tư. Lại hành vị lai còn không có sanh, hà huống có diệt. Nhưng ở nơi hành vị lai, thánh đệ tử chẳng phải không trụ tùy quán sanh diệt. Đây là ngôn luận đạo lý thứ năm. Do tất cả đây chứng biết có duyên mà không ý thức, lại có chủng loại ngôn luận chứng thành đạo lý khác, quyết cho có duyên mà không có thức. Tùy theo đó nên biết. Hỏi: như Thế Tôn nói có nghiệp quá khứ, đầy mật ý gì? Nếu nghiệp quá khứ thể là không, thì không nên ở thời này lãnh thọ cái thọ có tổn hại, hoặc lại không nên lãnh thọ cái thọ không tổn hại. Đáp: trong quá khứ sanh nghiệp tịnh bất tịnh, đã khởi đã diệt, đang chờ cảm quả ái phi ái ở vị lai. Trùng tưởng nghiệp đầy, được nhiếp thọ huân tập ở nơi hành tương tục chuyển chuyển không đoạn dứt. Thế Tôn vì hiển sự tương tục như vậy nên nói rằng có nghiệp quá khứ. Lại Phật Thế Tôn vì quán hai nghĩa sau nên tác thuyết như thế. Một, ý vì ngăn chặn phái luận nhân không bình đẳng nên hiển đạo lý đầy. Bởi những kẻ kia kiến chấp cho là tự tánh trượng phu, từ trời đại tự tại đến thích phạm vương và có trời khác mà tất cả hữu tình tịnh bất tịnh chuyển sanh. Hai, ý ngăn chặn phái luận không nhân nên hiển đạo lý đầy. Bởi những kẻ kia kiến chấp cho là đều không có nhân mà tất cả hữu tình tịnh bất tịnh chuyển sanh. Hỏi: như Thế Tôn nói có hành quá khứ, ở trong các hành kia chúng đệ tử thành văn đầy đủ đa văn của ta, không trụ đái luyến. Có hành vị lai, ở trong các hành kia chúng đệ tử thành văn đầy đủ đa văn của ta, không trụ mong muốn. Đây mật ý gì? Đã các hành quá khứ cho quả nên có, các hành vị lai nhất nhân nên có. Vì cớ sao? Bởi các hành hiện tại do ba tướng mà được hiển rõ: một, do quả tánh quá khứ; hai, do nhân tánh vị lai; ba, do tự tướng tương tục không đoạn dứt. Vì hiển lý đây nên Phật Thế Tôn nói lời như thế. Lại về quán hai nghĩa nên tác thuyết như thế. Một, vì ngăn chặn đoạn dứt những kẻ kế chấp cho là pháp quá khứ vị lai là thật có, cho nên hiển đạo lý đây. Nếu tánh tướng các hành quá khứ vị lai là thật có, chẳng lẽ do tánh quá khứ vị lai kia mà nói là có? Hai, vì ngăn chặn đoạn dứt những kẻ kế chấp không, cho nên hiện đạo lý đây. Bởi kẻ kia kế chấp cho là đời quá khứ vị lai đều vô sở hữu, hiện tại cũng vậy. Hỏi: như Thế Tôn nói có giới quá khứ, có giới vị lai, có giới hiện tại, đây mật ý gì? Đáp: hoặc chủng tử tương tục đã cho quả gọi là giới quá khứ, và chủng tử tương tục chưa cho quả tương lai gọi là giới vị lai, và chủng tử tương tục chưa có quả, chưa cho quả hiện tại gọi là giới hiện tại. Nên biết trong đây mật ý như vậy. Nếu bí sổ ở trong chủng tử tương tục như thế mà được thiện xảo, gọi là trong tất cả pháp kia chứng được vô lượng chủng chủng tự tánh các giới thiện xảo. Lại, thế nào là lìa sắc uẩn? Nên biết sanh lão trụ vô thường không riêng thật có, đó là loại trời tánh thật có của các hành vị lai, nên biết cũng loại trời tánh thật có của sanh. Vì cớ sao? Vì sanh của đời vị lai tự nó không chỗ có, làm sao năng sanh các hành khác, cũng chẳng phải sanh hiện tại năng sanh các hành hiện tại. Chỉ do tướng sanh đây có tên gọi sai khác, chỗ gọi là các hành, hoặc sanh hoặc khởi hoặc tánh hiện tại, để sự sanh khác đây mà sanh các tướng khác quyết định không thể đắc. Kẻ thông huệ chẳng nên nói rằng tức do hiện tại khiến các hành kia thành tánh hiện tại. Kỳ cớ sao? Nếu tác thuyết sanh đầy sanh các hành, nên biết hiển nghĩa tức tánh hiện tại năng thành hiện tại. Lại tất cả pháp mỗi mỗi tự có nhân chủng tử riêng khác, đầu đại kế trước có sanh khác mới năng sanh. Lại tướng sanh đầy tức là các hành sanh, hay là nhân các hành sanh. Nếu tức là các hành sanh thì kế chấp tướng sanh đầy năng sanh các hành, bởi có sanh nên các hành được sanh. Điều này không đúng đạo lý. Nếu là nhân các hành sanh thì khi các hành sanh ở mỗi một hành liền có hai sanh, đó là sanh và năng sanh. Điều này không đúng đạo lý. Như sanh thì lão trụ vô thường, do đạo lý đầy nên biết cũng vậy. Cho nên biết sanh ở trong các hành giả thì thiết có, do có nhân nên các hành chẳng phải gốc, tự tướng mới khởi gọi là sanh. Để sao khởi các hành sai khác với trước gọi là lão, tức các hành kia sanh tạm thời chưa dừng gọi là trụ,
Sát na sau sanh, đấng các hành tận gọi là diệt cũng gọi là vô thường. Hỏi: nếu pháp hữu vi khả đắc đầy đủ bốn tướng hữu vi, sanh, lão, trụ, diệt, với sao Thế Tôn chế thuyết ba chủng: một sanh, hai diệt, ba tánh trụ dị biến đổi? Đáp: do hiển và đài của tất cả hành, theo đời vị lai thì xưa vốn không mà sanh, cho nên Thế Tôn vì đời vị lai ở nơi pháp hữu vi mà thuyết tướng sanh hữu vi, rồi kia đã sanh lại lùi vào quá khứ, cho nên Thế Tôn vì đời quá khứ ở nơi pháp hữu vi mà thuyết tướng diệt hữu vi, pháp đời hiện tại chỗ hiển hai tướng trụ và dị. Vì cớ sao? Duy đời hiện tại với khả đặc trụ mà trước sau biến đổi cũng chỉ ở hiện tại, cho nên Thế Tôn vì đời hiện tại ở nơi pháp hữu vi mà thuyết trụng trụ và dị là một tướng hữu vi. Hỏi: thánh đệ tử Phật nên quán pháp hữu vi có đầy đủ ba tướng, cớ sao chỉ thuyết chúng thánh đệ tử ở trong các uẩn trụ tùy quán sanh diệt mà không thuyết tùy quán tánh trụ dị? Đáp: sanh và trụ dị chỗ hiển đồng sanh, cho nên hai tướng hợp là một phần kiến lập phẩm sanh, tức là thuyết trụ tùy quán một tướng sanh đối với phần thứ hai kiến lập phẩm diệt, tức là thuyết trụ tùy quán một tướng diệt, lại do ở nơi tướng đầy phát phải tư duy sanh sâu nhàm chán, cho nên trong đây chỉ thuyết tướng kia, đó là ở trong các hành quán tướng vô thường, năng khởi nhàm chán hoạn hoạn để dục giải thoát, nên chỉ tư duy tánh tướng vô thường. Tánh tướng vô thường đây, xưa không nay có rồi lại trở lại không, chỗ hiển xưa không nay có gọi là sanh, có rồi trở lại không gọi là diệt. Lại nữa, sanh có nhiều chủng sai biệt, sát na sanh, tường tục sanh, tăng trưởng sanh, tâm sai biệt sanh, khả ái sanh, không khả ái sanh, hạ liệt sanh, trung xứ sanh, thắng diệu sanh, hữu thượng sanh, vô thượng sanh. Trong đấy các hành sát na mới mới mà khởi gọi là sát na sanh, hoặc đủ các kiết hoặc không đủ các kiết, từ tụ hữu tình này mất sanh qua tụ hữu tình kia, các quả đối tiếp sanh gọi là tương tục sanh, hoặc từ lúc là đồng tử cho đến duy lão gọi là tăng trưởng sanh, hoặc duyên cảnh giới nào đó ở điểm ngày sát na lạc phược, ni hô lạc đà lớp lớp rồi chuyển trôi qua, chẳng phải một chủng mà nhiều chủng chủng tâm khởi, hoặc tương ưng vui, hoặc tương ưng khổ, hoặc tương ưng không khổ không vui, hoặc tâm có tham, hoặc tâm liệt tham, nói rộng cho đến, hoặc tâm thiện giải thoát, hoặc tâm thiện bất giải thoát, như vậy gọi là tâm sai biệt sanh. Hoặc sanh trong đường vui như trời người gọi là khả ái sanh, hoặc sanh trong đường khổ như địa ngục báo xét ngạ quỷ gọi là không khả ái sanh, hoặc sanh trong dục giới thấp kém gọi là hạ liệt sanh, hoặc sanh trong sắc giới trung xứ gọi là trung xứ sanh, hoặc sanh ở vô sắc giới thắng diệu gọi là thắng diệu sanh. Lại có cách giải thích khác: ban đầu nhập thai gọi là hạ liệt sanh, giữa hai lần nhập thai gọi là trung xứ sanh, cuối cùng nhập thai gọi là thắng diệu sanh. Lại có cách giải thích khác: pháp nhiễm ô và quả nhiễm ô sanh gọi là hạ liệt sanh, các pháp thiện và quả thiện sanh gọi là thắng diệu sanh, trừ quả thiện bất thiện là pháp vô ký sanh gọi là trung xứ sanh, hoặc sanh nương theo các cõi, đó là sanh từ dục giới cho đến vô sở hữu xứ gọi là hữu thượng sanh, hoặc sanh phi tưởng phi phi tưởng xứ gọi là vô thượng sanh, hoặc nương tưởng tục sanh sát na sanh mà nói, trừ sở hữu các uẩn của vị tối hậu như A-la-hán thì sở hữu hành sanh của tất cả vị khác gọi là hữu thượng sanh, nếu sở hữu hành sanh của vị tối hậu A-la-hán gọi là vô thượng sanh. Lại nữa, lão có nhiều chủng sai biệt, thân lão, tâm lão, thọ lão, biến hoại lão, tự thể chuyển biến lão, trong đây suy biến cho đến thần hoại như kinh rộng thuyết gọi là thần lão, hoặc tâm tương ứng thọ lạc biến chuyển thành tâm tương ứng thọ khổ, hoặc tâm thiện biến chuyển thành tâm nhiệm ô, hoặc tâm mong muốn việc khả ái biến chuyển thành quả tâm không như mong muốn, đây gọi là tâm lão, hoặc ở đêm ngày sát na lạc phược, ni hô lạc đa luôn luôn giải đổi trôi qua, thọ lượng suy tổn dần dần thuyên giảm đến lúc đều tận gọi là thọ lão, hoặc sự giàu sang hưng thạnh bị giảm mất, lúc sức khỏe không bệnh cường tráng mà suy biến gọi là biến hoại lão, hoặc ở trong đường thiện tự thể tăng trưởng mạnh mẽ rồi chết đi, tự thể sanh khỏi trong đường ác hạ liệt gọi là tự thể chuyển biến lão. Lại có một lão làm duyên năng thành như tất cả chủng lão đã thuyết trên, đó là lão của các hành sát na chuyển, chỗ gọi là tánh biến đổi lão. Lại nữa, trụ có nhiều chủng sai biệt, sát na trụ, tương tục trụ, duyên tương tục trụ, không tán loạn trụ, lập quỹ phạm trụ. Trong đây hoặc các hành đã sanh,
Khi tạm dừng sanh gọi là sát na trụ, và các chúng sanh ở quá giới kia, chỗ được tự thể nương vật thực mà tồn tại mạng sống cho đến trụ giới hạn thọ lượng, hoặc khí thế gian bên ngoài tồn tại lượng bằng đại kiếp gọi là tường tục trụ, hoặc thọ lạc thọ khổ, thọ không khổ không lạc, hoặc pháp thiện bất thiện vô ký cho đến các duyên riêng biệt hiện tại tiền gọi là duyên tường tục trụ, hoặc do các bậc tâm định hiện tiền tránh khỏi tạm mà điện gọi là không tán loạn trụ, hoặc ở phương xứ đất nước thành thị thôn quê, hoặc nơi có nhiều người sinh sống tụ tập kiến lập quỹ phạm tùy theo đó mà chuyển, đây gọi là quỹ phạm trụ. Lại nữa, vô thường có nhiều chủng sai biệt, hoại diệt vô thường, sanh khỏi vô thường, biến đổi vô thường, tán hoại vô thường, sẽ có vô thường và hiện đạo vô thường. Trong đây hoặc tất cả hành sanh khởi đi đến diệt gọi là hoại diệt vô thường, hoặc tất cả hành xưa không nay có gọi là sanh khởi vô thường, hoặc các hành khả ái khởi tướng hành khác gọi là biến đổi vô thường, hoặc có đầy đủ thứ khả ái và địa vị tăng thượng không biến hoại mà bị tỉa tàn hư mất gọi là tán hoại vô thường. Bốn vô thường kể trên ở đời vị lai gọi là sẽ có vô thường, ở đời hiện tại đang hiện tiền gọi là hiện đọa vô thường. Nếu hứa kẻ thọ dụng dục trần nhiều phóng dật, chỉ năng tư duy biến đổi vô thường, tán hoại vô thường và hiện đọa vô thường mà rộng khỏi ta thán, sầu ưu bi lụy, nhưng ở nơi các hành lại không thể chán lìa, nếu là các ngoại đạo ở nơi các tánh vô thường như vậy, lại khởi nhiều tư duy, năng dùng phương tiện là nhàm chán, lạc hoạn, ly dục, nhưng rất yếu kém đối với các hành chỉ chán lìa một phần, chẳng thể chán lìa rốt ráo. Nếu là thánh đệ tử, thì tư duy trọn vẹn các tánh vô thường đối với các hành hoàn toàn nhằm chán hoạn hoạn của chúng cho đến được giải thoát. Lại nữa, sao gọi là hoạch đất thành tựu? Nếu nói được thì do nhân của sanh được duyên nhiếp thọ khiến tăng trưởng mạnh mẽ gọi là đắc. Do đạo lý đầy, nên biết đắc là giả có. Giả sử nói đắc là thật có thì do nhân các hành sanh hay là nhân các pháp chẳng ly tán. Nếu là nhân các hành sanh thì từ trước đến nay pháp chưa được sanh. Do đây không có đắc của nhân sanh, lẽ thường chẳng sanh, do đây cũng lẽ sẽ rốt ráo chẳng có đắc. Nếu là nhân các pháp chẳng ly tán thì tất cả pháp thiện bất thiện và vô ký do đã đắc nên các pháp kia cũng có. Như vậy chúng trái lẫn nhau mà vẫn hiện hành cùng lúc, cho nên cả hai điều trên đều không đúng đạo lý. Lại nhân sanh của đắc đây, chỗ gọi là mỗi duyên riêng nhiếp các pháp thuộc chủng loại của chính nó. Nhân ly tán tức là do duyên khác hiện tại tiền, duyên khác ly tán. Nếu ở trong dẫn phát duyên có thế lực tự tại giả lập là đắc, có bộ đặc giả là sĩ phù lấy tự tại đây làm chỗ nương. Tùy các pháp kia đã khởi đã diệt, nhưng nếu muốn điều kia trở lại hiện tiền, nên khéo nhanh chóng dẫn phát các duyên khiến được sanh khởi, cho nên đây cũng gọi là đắc. Nên biết đắc đây lược có ba chủng: một, thành tựu trùng tử; hai, thành tựu tự tại; ba, thành tựu hiện hành. Hoặc chỗ có các pháp vô ký, pháp nhiễm ô mà pháp thiện được sanh, chẳng do dụng công mà hiện tiền các trùng tử pháp bất thiện và vô ký kia, hoặc chưa bị sự tổn phục của Samatha, hoặc chưa bị sự vĩnh viễn đoạn trừ của thánh đạo và các pháp thiện kia, chưa bị sự tổn phục của các tà kiến như kẻ đoạn thiện căn, như vậy gọi là thành tựu trùng tử. Vì cớ sao? Vì các chủng tử pháp nhiễm kia chưa bị tổn phục, chưa bị vĩnh viễn đoạn trừ, bấy giờ kia hiện hành hoặc không hiện hành đều gọi là thành tựu. Hoặc gia hạnh phát thiện sanh và một phần pháp vô ký sanh, nhân chủng tử được duyên nhiếp thọ khiến tăng trưởng mạnh mẽ gọi là thành tựu tự tại. Hoặc hiện tại tự tướng các pháp hiện tiền chuyển chuyển gọi là thành tựu hiện hành. Lại nữa, sang gọi là mạng căn, do nghiệp trước tự thể được sanh ở cõi dưới kia, sở hữu thời phần hạn lượng đời sống tồn tại gọi là thọ sanh khí mạng căn. Đây lại có nhiều chủng sai biệt, hoặc quyết định bất định, hoặc tùy chuyển không tùy chuyển, hoặc ít nhiều, hoặc có ngàn mé không ngàn mé, hoặc tự thế lực chuyển chẳng phải tự thế lực chuyển. Trong đây trừ phần thọ lượng của người ở thiện bộ châu, các cõi sanh còn lại có thọ lượng quyết định gọi là thọ lượng quyết định. Ở thiện bộ châu đây, hoặc có khi thọ mạng rộng không hạn lượng, hoặc có khi ngắn ngủi gọi là thọ lượng bất định. Người ở Bắc Cù Lô Châu, thọ lượng tùy chuyển rốt ráo, không bị chết yểu gọi là thọ lượng tùy chuyển. Ngoài ra tất cả cõi khác gọi là không tùy chuyển. Người ở Thiện Bộ Châu, lúc thọ 10 tuổi gọi là thọ ít,
Một phần bảng sành cũng gọi là thọ yết. Vì cớ sao? Vì một phần bảng sành thọ lượng được một ngày một đêm, hoặc có một số loài hoặc hai hoặc ba cho đến rất nhiều có thể thọ lượng được 10 ngày 10 đêm. Hữu tình thọ sanh ở phi tưởng phi phi tưởng xứ, vì thọ lượng trải qua số 8 vạn đại kiếp gọi là thọ nhiều. A-la-hán thì gọi là thọ có ngần mé, hoặc các hữu học ở trong hiện pháp quyết định bát niết bàn, hoặc các dị sanh trụ tối hậu hữu cũng gọi là thọ có ngần mé. Nên biết ngoài đây ra thì gọi là thọ không ngần mé, hoặc bậc A-la-hán, hoặc trừ Bồ-Tát, hoặc trừ Như Lai ở trong thọ hành tự tại, duy trì sở hữu mạng cần, gọi là tự thế lực chuyển. Nên biết còn lại gọi là chẳng phải tự thế lực chuyển. Lại nữa, sao gọi là chúng đồng phận? Nói lời thì hữu tình kia thọ sanh nơi kia, đồng giới, đồng thú, đồng sanh, đồng loại, đồng tánh, đồng vị, đồng hình. Bởi kia có các tánh phận giống nhau, gọi là chúng đồng phận, cũng gọi là hữu tình đồng phận. Trong đây hoặc có hữu tình do giới đồng phận mà gọi là đồng phận, tức là đồng sanh một giới, hoặc có hữu tình do thú đồng phận mà gọi là đồng phận, tức là đồng sanh một thú, hoặc có hữu tình do sanh đồng phận mà gọi là đồng phận, tức là đồng sanh một sanh, hoặc có hữu tình do loại đồng phận mà gọi là đồng phận, tức là đồng một chủng loại, hoặc có hữu tình do tánh thể phần vị để đứng dùng sắc dáng mạo ẩn thành nhà cửa y thực đồng phận mà gọi là đồng phận, hoặc có hữu tình do lỗi lầm đồng phận và công đức đồng phận mà gọi là đồng phận, như kẻ sa sành so với kẻ sa sành, nói rộng cho đến kẻ tà kiến so với kẻ tà kiến, người lìa sa sành do so với người lìa sa sành, cho đến người chánh kiến so với người chánh kiến, được bậc dự lưu cho đến độc giác a la hán so với dự lưu cho đến độc giác a la hán, bồ tát so với bồ tát, như lai so với như lai, xoay vần như vậy gọi là đồng phận. Lại nữa, sao gọi là tánh dị sanh? Đó là chừa vĩnh viễn hại lượng của chủng tử pha kiến sở đoạn của ba cõi gọi là tánh dị sanh. Nếu nói lược, có bốn chủng tánh dị sanh. Một, chủng tánh nhiếp lấy pháp không bát niết bàn. Hai, chỗ đuổi theo của chủng tánh thành văn. Ba, chỗ đuổi theo chủng tánh độc giác. Bốn, chỗ đuổi theo chủng tánh như lai. Lại nữa, sao gọi là hòa hợp? Là các nhân các duyên năng sanh các pháp kia kia lược chung là một gọi là hòa hợp. Được đây cũng gọi là nhân đồng sự. Lại có nhiều chủng sai biệt hoặc có lãnh thọ hòa hợp, đó là sáu xứ duyên xúc, hoặc sắc duyên, hoặc tác ý duyên, hoặc xúc duyên thọ. Hoặc có dẫn sanh hậu hữu hòa hợp là vô minh duyên hành, thọ duyên ái, ái duyên thủ, nói rộng cho đến sanh duyên lão tử. Hoặc có sáu xứ trụ hòa hợp là bốn thực và mạng căn, hoặc có công xảo xứ thành tựu viên mãn hòa hợp là trí công xảo và nghiệp tương ương kia đầy đủ tác dụng sĩ phù. Hoặc có thành tịnh hòa hợp là sự tích tập 12 chủng không tạp, tức tự tha viên mãn, hoặc có thế tục hòa hợp về các hữu tình nương nhau, ý vui lực tăng thượng, không chống đối nhau, không tranh không tụng, cũng không chia lìa. Lại nữa, sao gọi là danh thân? Nương tự tánh thể thiết, tự tướng thể thiết của các pháp do các phân biệt, duy trì có tưởng kiến lập tùy theo ngôn thuyết, đây gọi là danh thân. Sao gọi là cú thân? Tức nương tự tướng thể thiết của kia ở nơi sở hữu các pháp sai biệt thì thiết kiến lập hí luận cho là công đức quá thất tạp nhiễm thanh tịnh, đây gọi là cú thân. Sao gọi là văn thân? Là tánh nương danh thần và cú thân, chỗ có văn chữ thần, đây gọi là văn thần. Lại ở trong tất cả sự sở trì, sự lý lẽ, tướng cạn mỏng là văn, tướng trung là danh, tướng sâu rộng là cú. Nếu chỉ nương văn, chỉ năng liễu đạt trên âm vận, không thể liễu đạt sở hữu nghĩa sự. Nếu nương danh thì năng liễu đạt tự tánh tự tưởng các pháp, cũng năng liễu đạt chỗ có âm vận, nhưng không thể liễu đạt chọn lựa phân tích pháp sâu rộng dài khác. Nếu nương cú nên biết rằng liễu đạt tất cả. Lại danh cú văn thần đây nên biết phân biệt được kiến lập ở nơi năm mình xứ là nội mình, nhân mình, thanh mình, y phương mình và sự nghiệp thế gian công xảo xứ mình. Lại nữa, sao gọi là lưu chuyển? Là nhân quả của các hành tánh tương tục chẳng dứt, đây gọi là lưu chuyển. Lại có nhiều chủng sai biệt, hoặc có chủng tưởng lưu chuyển là có chủng tưởng các pháp không hiện tiền, hoặc có thế lực tự tại lưu chuyển là chủng tưởng bị tổn các pháp hiện hành, hoặc có chủng quả lưu chuyển là chủng tưởng không bị tổn các pháp hiện hành, hoặc có dành lưu chuyển là bốn phỉ xa quần, hoặc có sắc lưu lưu chuyển là các nội ngoại mười hữu sắc xứ cùng với các sắc nhiếp thuộc pháp xứ, hoặc có dục giới lưu lưu chuyển là các hành chuyển của dục,
và có sắc giới lưu lưu chuyển là các hành chuyển của sắc, và có vô sắc lưu lưu chuyển là các hành chuyển của vô sắc, hoặc có lạc lưu lưu chuyển là thọ lạc cùng sở y xứ của kiểm. Như vậy cho đến khổ lưu lưu chuyển, không khổ không lạc lưu lưu chuyển, phải biết cũng vậy. Hoặc có thiện lưu lưu chuyển là các hành thiện, và có bất thiện lưu lưu chuyển là các hành bất thiện, hoặc có vô ký lưu lưu chuyển là các hành vô ký, hoặc có thuận lưu lưu chuyển là thuận duyệt khởi, hoặc có nghịch lưu lưu chuyển là nghịch duyên khởi. Lại nữa, sao gọi là quyết định sai khác? Từ vô thủy đến nay, trùng trùng nhân quả, quyết định sai khác, tánh không tạp loạn, như là xuất thế hoặc không xuất thế. Pháp nhĩ các pháp vốn như vậy, lại có nhiều trùng sai biệt, hoặc có lưu chuyển, hoàn diệt, quyết định khác, đó là thuận nghịch duyên khởi, hoặc có tất cả pháp quyết định khác, là 12 xứ thấu nhiếp tất cả pháp, không quá không hơn, hoặc có lãnh thọ quyết định khác, là ba thọ thấu nhiếp tất cả thọ, không quá không hơn, và có trụ quyết định khác, là tất cả phần trong cho đến thọ lượng, tất cả phần ngoài trải qua đại kiếp trụ. Hoặc có hình lượng quyết định khác, là các hữu tình sanh ở nơi hữu sắc xứ, có thân hình lượng quyết định sai khác, và phần ngoài của bốn đại châu có hình lượng quyết định sai khác. Lại nữa, sao gọi là tương ưng? Các pha kia, kia là nguồn thuyết thảy, là kiến lập thảy, là chỉ dạy hiển bày thảy, là các phương tiện thô thắng, đây gọi là tương ưng. Lại có bốn đạo lý phân biệt tương ưng sai khác: quán đại đạo lý, tác dụng đạo lý, nhân thành đạo lý và pháp nhĩ đạo lý. Các đạo lý đây nên biết đã phân biệt rộng trong thành phản địa. Lại nữa, sẽ gọi là thế tốc, là tánh các hành sanh diệt tương ưng vận chuyển nhanh chóng, đây gọi là thế tốc. Lại có nhiều chủng sai biệt, hoặc có các hành lưu chuyển thế tốc là tánh các hành sanh diệt, hoặc có thế tốc của hữu tình đi trên đất là người voi ngựa, hoặc có thế tốc của hữu tình bay trên không là phi ly không hành, dược xoa không hành và chư thiên, hoặc có ngôn âm thế tốc là lời truyền vận nhanh nhẹn sắc bén, hoặc có lưu nhân thế tốc là sông lớn sông nhỏ có dòng chảy xiết, hoặc có thiêu cháy thế tốc là lửa cháy nhanh lửa mạnh do gặp gió lớn, hoặc có dẫn phát thế tốc là như hết thảy tên bắn, hoặc có trí tuệ thế tốc là người tu quán có tánh tuệ sở tri giản trạch nhẹ bén, hoặc có thần thông thế tốc là người đại thần thông chỗ có thần ý chuyển vận thần thông nhanh chóng.